Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên VTC14, chương trình ngày hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2016. Mở đầu bản tin sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Tốc độ gia tăng phương tiện giao thông và dân số cao hơn nhiều so với tốc độ tăng hạ tầng. Thế nên đến một thời điểm nào đó phải hạn chế phương tiện cá nhân và đồng thời phải tăng tốc đầu tư phương tiện công cộng. Đây là ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bên lề kỳ họp Quốc hội vào sáng nay 28 tháng 10. Theo đó, hiện Hà Nội có 5,5 triệu xe máy, con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Trong dự thảo dự kiến đến năm 2025 sẽ cấm xe máy trong khu vực các quận nội đô. Nhưng trên thực tế, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được, có khả năng phải giãn thời điểm cấm xe máy trong nội đô đến năm 2030. Đến lúc đó, người dân đã có khoảng 14 năm để chuẩn bị và thành phố cũng hoàn thiện được hạ tầng, hệ thống giao thông công cộng. Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội autofan.net ghi lại hành vi phản cảm về văn hóa giao thông xảy ra tại tuyến đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội, ngày 25 tháng 10. Theo hình ảnh trong clip, một chiếc xe taxi đã cố tình lạng lách, đánh võng, chặn đầu không cho xe ô tô phía sau vượt lên, gây náo loạn cả một tuyến phố. Đến khi xe ô tô phía sau vượt lên, tài xế đã dừng lại và bước xuống xe và tới bày tỏ sự giận dữ với tài xế taxi. Hành vi của tài xế taxi gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông và là nguy cơ tiềm ẩn của các vụ tai nạn. Theo quy định của Nghị định 46, hành vi của tài xế này có thể bị phạt từ 7 đến 8 triệu đồng. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific ngày hôm nay đã bắt đầu mở bán 10.000 vé máy bay giá rẻ từ 31.000 đồng trên các đường bay nội địa và quốc tế. Vé được mở bán trong 3 ngày liên tục từ hôm nay đến ngày 30 tháng 10. Đây là một trong những hoạt động bán vé giá rẻ thường xuyên của Jetstar Pacific nhằm góp phần đưa dịch vụ hàng không trở nên thuận lợi và phổ biến hơn với nhiều người. Đồng thời, kích thích nhu cầu đi lại và tăng trưởng du lịch của các địa phương. Đặc biệt, mức giá 31.000 đồng một chặng được mở bán trên 3 đường bay quốc tế sắp khai thác giữa Hà Nội, Quảng Châu, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Châu và giữa Đà Nẵng, Đài Bắc. Hãng tin Reuters vừa mới đưa tin, vào sáng sớm ngày hôm nay, ngày 28 tháng 10, 34 học sinh Nhật Bản trong tổng số 311 hành khách trên chuyến bay VN300 của Vietnam Airlines từ Việt Nam trở về Nhật Bản đã phải nhập viện khẩn cấp vì xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN300 của hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 0 giờ 35 phút sáng và hạ cánh tại Narita, Nhật Bản lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay. Ngay khi hạ cánh, đội ngũ nhân viên y tế và cứu hộ đã có mặt sẵn tại sân bay để tiến hành cấp cứu cũng như chuyển 34 học sinh tới bệnh viện. Được biết, những học sinh trung học này đã xuất hiện những triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy sau khi cất cánh không lâu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hiện tại đã có 33 khách trong tổng số 34 khách đã được bệnh viện cho ra viện trở về nhà. Máy bay đã được nhà chức trách sân bay Nhật Bản kiểm tra và cho phép đưa trở lại khai thác và bay trở về Việt Nam. Vào sáng ngày hôm nay 28 tháng 10, một vụ tông xe liên hoàn giữa hai xe ô tô và một xe tải xảy ra trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm khiến cho tình trạng tắc đường nhiều giờ liền. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay, hai xe ô tô và một xe tải đang lưu thông cùng chiều trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đến cột đèn giao thông giao với ngã ba Trường Chinh hướng về quận 12 và trung tâm thành phố. Bất ngờ, xe mang biển kiểm soát 51F62589 phanh gấp khi thấy tín hiệu đèn báo dừng lại, khiến xe mang biển kiểm soát 53F5529 và xe tải mang biển kiểm soát 57L4326 đang đi phía sau buộc phải thắng gấp và đâm liên tiếp vào đuôi xe nhau. Cú tông xe khiến cho phần đầu của ba xe bị hư hỏng, đặc biệt xe 16 chỗ đang đưa đón học sinh đi học bị tông mạnh phía trước và phía sau, khiến cho nhiều học sinh hốt hoảng.
Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người, nhưng xảy ra đúng vào giờ cao điểm, nên nhiều phương tiện đi lấn làn đường và gây kẹt xe trong nhiều giờ liền. Và đến khoảng 7 giờ 30 phút, vụ việc mới được giải quyết. Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa ra quyết định cấm hành nghề đối với một tài xế xe buýt cầm dao rượt đuổi người đi đường sau khi xảy ra vi phạm giao thông. Qua xác minh khoảng 8 giờ 45 phút ngày 27 tháng 10, tài xế Phạm Hồng Tư điều khiển xe buýt mang biển kiểm soát 53N4067 hoạt động trên tuyến số 10, bến xe miền Tây, Đại học Quốc gia của Hợp tác xã Quyết Thắng xảy ra va chạm với xe máy do anh Nguyễn Vũ Kiều Hưng tại vòng xoay Dân Chủ quận 10 điều khiển. Sau đó, tài xế Tư đã dùng dao rượt đuổi người này. Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, hành vi của tài xế thể hiện sự coi thường tính mạng của người khác, gây bức xúc trong dư luận và làm xấu hình ảnh của đội ngũ phục vụ hệ thống xe buýt thành phố. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Hợp tác xã Quyết Thắng và tất cả các đơn vị vận tải xe buýt trên địa bàn thành phố không nhận tài xế này vào làm việc ở bất cứ vị trí nào trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, kể là lái xe taxi. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp chống thất thoát doanh thu, chống tiêu cực tại trạm thu phí đường bộ. Các đơn vị thu phí BOT thực hiện việc công khai số liệu thu phí tại các trạm thu phí trên toàn quốc để cơ quan quản lý, tổ chức, người dân thực hiện việc giám sát thu phí, đồng thời khẩn trương triển khai việc thu phí không dừng tại các trạm thu phí trên toàn quốc. Trước đó, báo chí đã phản ánh hành vi tiêu cực, gian lận vé tại một số trạm thu phí trên quốc lộ 5 và trạm thu phí Đại Yên trên quốc lộ 18. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung báo chí phản ánh, có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân tổ chức vi phạm. Hãng sản xuất ô tô Toyota hôm qua cho biết họ đang tiến hành triệu hồi 19 dòng xe được trang bị túi khí bị lỗi trên toàn Nhật Bản, bao gồm các đời xe Corolla và Vitara Yaris được sản xuất từ tháng 5 năm 2000 cho tới tháng 11 năm 2011, hoặc từ tháng 4 năm 2006 tới tháng 12 năm 2014, với số lượng tổng cộng là 1.159.578 xe. Trong cùng ngày, các đại lý của Volkswagen AG và Audi AG Đức cũng đã gửi đơn lên Bộ Giao thông Nhật Bản xin triệu hồi các xe sử dụng sản phẩm của Takata tại khu vực ghế hành khách. Vụ việc này có thể đưa tổng số ô tô thuộc diện triệu hồi vì các vấn đề liên quan đến túi khí bị lỗi tại xứ sở Hoa Anh Đào lên đến là 17,01 triệu chiếc. Khoảng 100 triệu túi khí của Takata, nhà cung cấp phụ tùng ô tô lớn nhất thế giới có trụ sở tại Nhật Bản, đã được thông báo triệu hồi. Với lỗi kỹ thuật này, khi xe va chạm mạnh, cụm bơm túi khí hoạt động, bơm phồng túi khí làm bắn các mảnh nhựa và kim loại vào người trên xe, gây ra thương vong. Cho tới nay, hầu hết các trường hợp tử vong và bị thương liên quan đến lỗi kỹ thuật của túi khí Takata xảy ra ở Mỹ và Malaysia. Theo Cục An toàn Giao thông Quốc gia Nhật Bản, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố trên. Tuy nhiên, sự kết hợp của độ ẩm môi trường cao và nhiệt độ dao động lớn là có khả năng là cao nhất.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện, có hay không, ông Đào Vĩnh Thuấn, cựu cán bộ thanh tra cầu đường bộ thuộc thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, có bảo kê cho xe quá khổ quá tải hoạt động hiện vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải. Và để làm rõ hơn về hiện tượng có hay không tình trạng bảo kê này trên địa bàn thủ đô, thì phóng viên của VTC14 đã có một đêm trắng đi cùng đội thanh tra cầu đường bộ để xử lý xe chở vật liệu rời. Khoảng 21 giờ, những chiếc xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động trên đê Thanh Trì. Dù thanh tra giao thông vận tải đã ra tín hiệu dừng, thì họ vẫn lưu thông. Thậm chí ngang nhiên lùi xe bỏ chạy. Trong số 2 phương tiện bị kiểm tra thì chỉ có 1 xe xuất trình đầy đủ giấy tờ. Cụ thể là chiếc xe mang biển kiểm soát 90C00878 có logo Vận tải Hòa Bình do anh Lò Văn Thực điều khiển. Chiếc xe này bằng mắt thường có thể thấy chở vượt quá thành thùng cho phép. Khi bị xử phạt, lái xe Thực liên tục gọi điện cầu cứu. Đa số ở đây làm là thấy chủ xe là cầm giấy tờ của lái xe. Lý do sao vậy? Bởi vì cũng là đi làm sợ xảy ra chuyện gì hoặc là mình có thể làm không có cho chủ tin tưởng ấy, nên là tạm giữ cái giấy tờ đó để cho chủ xe tin tưởng thôi. Khi những chiếc xe tải này được di chuyển về khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai để cân tải trọng, thì liên tục xuất hiện các đối tượng khả nghi. Chúng dùng bộ đàm để liên lạc thông báo cho nhau. Có một số đối tượng liên tục bám theo thanh tra giao thông vận tải, gây khó dễ cho hoạt động xử phạt. Và thực tế, có những phương tiện đã lợi dụng sơ hở của thanh tra giao thông để hạ tải hàng hóa nhằm tránh bị xử phạt quá tải. Dù đã dùng bánh khóe qua mặt lực lượng xử phạt, nhưng khi đưa lên cân lưu động, hai chiếc xe biển kiểm soát 29Y9179 và 90C00878 đều chở quá tải trên 100% so với quy định. Và người ta bán phiếu vào xúc. Ở đâu ạ? Trong Khuyến Lương. Khuyến Lương nhưng mà nó là cái cảng nào? Em không rõ được khoảng nào. Nó nằm từ bên tay phải. Khuyến Lương vào bên tay phải. Từ tay phải xuống bao xa? Ở tầm cây. À, tức là từ cái cổng cảng Khuyến Lương xuống vào một cây đúng không? Bên tay phải xuống đúng không? Anh có nhớ chính xác đấy là công ty nào cung cấp cho anh cái vật liệu này? Không, đấy là tư nhân hết. Cái phiếu đấy chắc chắn anh còn giữ đúng không? Không, người ta viết phiếu người ta bán cho mình cái là mình ra rồi có phiếu tờ cái là người ta xúc. Không có phiếu cân? À, không. Chủ xe thì người Hà Nam là lấy xe ở ngoài đấy là vào ra ngoài Hà Nội là hợp đồng chở cát đá cho công trình. Tức là mượn danh Hòa Bình để chạy vận chuyển đúng không? Vâng, muốn chạy cho công ty nào thì phải mang cái logo của công ty đó. Cách đây khoảng 1 tháng, khi VTC14 cùng đội thanh tra giao thông vận tải huyện Thạch Thất kiểm tra xe quá tải trên quốc lộ 21A, cũng xảy ra hiện tượng chim lợn bám theo lực lượng làm nhiệm vụ. Khi đó, đại diện lãnh đạo đội này từng khẳng định có hiện tượng bảo kê xe quá tải. Sau cái lực lượng xe vận tải là có một số cái đội hình đi thường xuyên là cứ theo dõi chúng tôi trong cái khi làm nhiệm vụ. Thế nên chúng tôi rất khó khăn trong công tác kiểm tra xử lý. Nhất cử, nhất động của thanh tra giao thông vận tải đều bị theo dõi. Có lẽ nếu không có bảo kê hay sự tiếp tay, chắc chắn xe quá khổ, quá tải trên địa bàn thành phố Hà Nội khó có thể ngang nhiên hoạt động. Bản tin giao thông an toàn ngày 28 tháng 10 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.